Ôi, cái bánh xe này hỏng rồi, không đi được rồi. Xin chào quý thân mến, hôm nay thì em già đang ở nhà. Thưa cô bác là hôm nay thì không thể đi làm được, bởi vì sau cái trận mưa vừa rồi thì hai cái nhà của em già là bị ngập hết rồi, ngập hết sỏi đá với lại mưa lũ tràn vào nhà hết rồi. Hiện tại là nhà cửa là không có ai hộ dọn dẹp. Tuy nhiên là vẫn còn mẹ ở ngoài bệnh viện. Do nghe tin là nhà cửa cũng sập hết rồi, không phải sập mà ngập hết rồi. Cho nên là cũng nhờ anh rể là trông chị gái ở trên kia hộ xem và nhìn bà. Nếu mà mẹ của em già mà có đói và bác sĩ có bảo thế nào thì ở trên kia có anh rể. Lúc nữa hai vợ chồng làm xong cái này thì lại tiếp tục là đi lên ngoài huyện. Bởi vì không ở nhà cho nên là cái nước, cái ống ở trong này là không hút kịp nước, và những cái sỏi ở trong này là đã bị ngập tắt cái ống đường nước ở dưới này rồi. Đó. Còn hôm nay thì em quay phim cũng vào đây để tí nữa anh em mình tiếp tục đi vào bản. Nhà của em già bị ngập như thế này thì không biết là các gia đình xem như thế nào. Thì lúc nữa em già dọn dẹp một lúc xong để thông cái cống nước thải ra ấy, để có nước thải được gì thì lúc nữa lại đi tham các hoàn cảnh khác. Cái bụi chê thì cũng lúc nãy em giặt chặt để chọc cái ống ấy. Ôi ôi. Thật sự là thưa các bác là cái trận mưa vừa rồi là rất là kinh ngạc luôn, bởi vì cái suối bé ở dưới suối nhà em già là bây giờ dâng lên cao rồi ấy. Hầu như là những cái tháng năm này là có mưa rất là nhiều. Đó. Cái ống thải nước từ bên nhà xuống là trước em già không nhớ làm một cái ránh thôi, lại chôn một cái ống nhựa, thế là cái chỗ này bị lún xuống và cái ống ở trong này tát rồi. Cho nên là mỗi lần mưa to vào là bị tát ở trên này và bị ngập cái những cái sỏi đất đá là ở trên này hết cô bác ạ. Ê vợ vào đây, hay đi bê trong này. Vâng, còn à em vào đây anh chỉ có để trong kia đây. Hay cô bác, nhà của em già như thế này đây, bị ngập hết rồi. Đó, nước ở trong này là không chạy ra được, cho nên là bị ngập nước là đi vào nhà luôn cô bác ạ. Đó, những cái chăn chiếu là mình ngủ ở dưới nền xong là bị ướt hết, cho nên là vợ ngăn nước bởi cái những cái chăn này này. Đó, và trên này những cái chăn này cũng hỏng hết luôn. Hỏng hết luôn, không còn chăn để đắp nữa rồi. Cái này lấy dưới nhà ra. Còn cái nhà trên này của em già thì cũng bị ngập hết rồi. Đó, thiêu cái ránh, thiêu ránh này này. Ở bên trong nhà lúc nãy là em già vừa mới dọn xong ra ngoài đây này. Ối dồi ôi luôn các bác ạ. Đó, đây đằng sau này này. Thật sự là trận mưa này là khá là to các bác ạ. Đó, cái này là trước em già làm cái ránh khá là sâu và thoải mái làm nước mưa vào không bị tràn ngập như thế này. Tuy nhiên là có cái ránh thoát nước ở phía bên trên này vào, từ nương vào ấy. Thế là trôi hết toàn bộ những cái đất bùn, những cái sỏi đá và những cái ni lông này, bao tải này, người ta vứt xong là chôn hết xuống dưới nhà em già cô bác ạ. Đó. Còn là năm nay thì xoài của nhà em già thì không xay, do trận mưa đá vừa rồi bị đập xoài rụng hết rồi. Mọi năm thì xay lắm cô bác ạ. Đó. Đây, cái này là lúc nãy may mà có cái em già cũng đào cái dính sâu, và đây cũng có những cái cột củi
ngăn bức tường bằng ván của em già, cho nên là mới không đi vào nhà. Còn không thì không biết là sẽ như thế nào. Còn là về phần nước thì đi vào nhà hết rồi, ướt cả chăn chiếu luôn, không có chỗ. Tối nay là không có chỗ để ngủ. Khả năng là tí hai vợ chồng chắc là cũng sẽ lên ngoài huyện để chăn mẹ thôi, để ngủ trên kia khi nào trong nhà mai em già vào thì sẽ tiếp tục dọn thôi. Bên đó chán đi, cái xẻ này đi tìm cái xẻ đi, xong rồi dọn mình nhanh. Những cái chan của gia đình đây. Con chó, mấy con chó con cũng ưa hết giờ tạnh mưa rồi, thấy mới rung với cả người này. Đấy, ưa hết mà. Đấy, cái nhà thì lúc nãy mưa nhiều quá rồi ngập hết rồi. Vừa nãy thì em già vừa mới dọn, nhưng tuy nhiên là vẫn chưa được sạch sẽ. Chắc phải lấy cái nước sạch về rửa một lần nữa. Đó. Còn cái ránh này thì em già đang tính là sẽ mở đào hết toàn bộ để làm cái ránh thoát nước thôi. Chứ nếu mà cứ để như thế này thì khả năng là cuốn khi nào mưa vẫn ngập và mình vẫn phải dọn. Còn sau khi mà làm cái ránh rồi thì sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên là thưa cô bác là ở bên dưới này là nhà trường, cho nên là mọi năm là hàng xóm bà con vẫn phải dọn dẹp thì ránh thoát nước của nhà trường nữa. Ôi ôi, thật sự là mệt quá cô bác ạ. Do là cũng ít đây. Thế là mình thuê thì không có tiền, thuê thì hai vợ chồng tự khắc phục, với lại làm nếu mà được đến đâu thì hai đến đó, để tí còn đưa vợ lên chồng mẹ. Ôi dù. Nặng đấy nhỉ. Đúng là tuổi cao sức yếu rồi cô bác. Em là thời gian gần đây cũng thấy người cứ mệt mệt kiểu gì ấy. Thưa cô bác là do hai vợ chồng cho nên là vợ của em già là đi lấy một bó cỏ để em già thông cái nước này chạy vào trong này, xong là chắc là mai làm tiếp thôi, bởi vì hai vợ chồng không làm kịp ấy. Mình nhờ
nhờ bà con thì lại không có tiền, không tiền mời nữa. Mệt quá của bác ạ. Ô, cái xe này không được rồi. Cái xe bị méo rồi, hỏng bi rồi. Cái này chuyển nặng là 2-3 chuyến là đi luôn. Phải lấy quỷ tấu à, đựng từng quỷ tấu thôi. Không đi được cô bác ạ. Ai. Cái bánh xe này. Ôi, cái bánh xe này hỏng rồi. Không đi được rồi. Lấy quẩy tấu rồi. Hey, vợ em ra là các cỏ bò ở trong này. Ôi, không đi được rồi. Xe này hỏng rồi. Chắc là lúc nữa em ra phải đi mượn cái xe rùa của nhà em già bên trên kia thôi. Chứ cái xe rùa này không được rồi các bác ạ. Bị hỏng hết rồi. Ôi ô. Cái này hỏng rồi. Xem xong rồi buộc lại thôi. Cái do gấy rồi cô bác ạ. Gấy rồi cho nên là mình không. Lúc này em già có sửa rồi mà lại như thế này. Khó nhỉ. Cái này là tí em già đi tham đi trao quà cho các em ở trên em của với em nô xong này. Chắc em già đi mượn cái xe dù của nhà em già thôi, bởi vì nhà em già hiện tại là cũng không làm gì rồi ý cô bác. Nó thì em già mượn về chở 2-3 chuyến thôi. Chở cái sỏi cái bùn đất thôi. Chứ như thế này thì không làm được. Ai nhà, không biết phải buộc kiểu gì nữa cơ. Đây, cái một ít đất ở đây là của nhà em già. Trước là toàn bộ những cái nhà trường đây là đất của nhà em già hết cô bác ạ. Tuy nhiên là lúc đó thì do bên chính quyền nhà nước ấy thấy cái mảnh đất của nhà em già phù hợp với làm điểm trường cho các bạn nhỏ để học tập, cho nên là bố cũng hiến toàn bộ những cái nhà đây cho nhà nước để xây dựng trường học. Tuy nhiên là cái này thì em già phải nói thật là trước là đất, bởi vì do là đất nhiều cho nên là bố cũng bảo là miễn phí cho các bạn trẻ. Còn hiện tại thì đất còn ít, đất lên giá rồi. Có một cái điểm trường trên kia là bà con phải góp tiền để mua cái nền để làm cái lớp học cho học sinh. Còn toàn bộ khu đất của nhà em già đây trước bố là cho
miễn phí cho học sinh để phụ huynh ở bà con ở trong này để làm điểm trường cho học sinh. Rồi cát đi nhá, cát để đủ mai ăn nữa, để một tí mình lên thăm mẹ, xong rồi đưa vợ đi trông mẹ ở trên kia, chồng lại về làm dọn dẹp ở nhà cửa. Những cỏ von này là rất là dễ trồng. Đấy, những cái ngày mưa mưa ẩm ẩm như thế là mình trồng một lúc là trồng 2-3 hôm là ấy, mọc rồi, rất là dễ trồng, mà chỉ là mình không có đất trồng thôi cô bác ạ. Đó. Ở chỗ này thì học sinh cũng không có cái thùng rác to ấy, thường là vứt rác bừa bãi ở trong này để vào trong này ấy. Cho nên là đất này không biết cày, cho nên em già mới không trồng ngô, mà thay đó bà trồng chuối. Trước là em già trồng chuối tiêu hết khu này, tuy nhiên là bây giờ chuối tiêu cũng hỏng hết rồi, thì sau khi lấy vợ về thì vợ mới bảo là thôi thì hãy để cho vợ trồng cây cỏ voi để chăm nuôi cô bác ạ. Để như cây nó non này này, để cây nó non này nó to lên chứ. Chặt mấy góc kia nữa, chặt hết đi, xong rồi chồng đi chở 1-2 chuyến nữa, xong đi lên mèo vá đi, lên mèo vá với mẹ thôi, để thông được cái nước chạy xuống là được rồi. Ôi vừa mới sửa xong tí lại hỏng đi. Đến cái rãnh rồi ấy. Đây là nước chảy xuống. Bây giờ là hấp lên trên này để cho nước chảy xuống. Cái rãnh này sâu cho nên là làm lâu lắm cô bác ạ. Hai vợ chồng phải sáng nay cũng làm sớm rồi, tuy nhiên là dọn dẹp ở trong nhà trước, xong mới ra ngoài này thì không kịp. Tạm thời là ui ôi bán mặt rồi. Thưa cô bác là hôm nay em Dương không vào được là do em Dương đi đưa em Nô, tức là em trai của em già, đi xuống với bệnh viện để thăm khám cho mổ cho em già, cũng như là đưa em trai em già đi trông em già, mua cơm lúc em già sau khi bác sĩ mổ xong ấy. Em Dương không vào được. Hôm nay không khá mưa, mưa khá là to, không biết là anh em đi kiểu gì xuống Hà Giang nữa cơ. Em già cứ vội
làm chỗ này cũng chưa điện được cho em Dưa được. Với lại còn nhà của em Xính, hai bố con nữa. Và nhà của gia đình anh Xính ở bên mản Khâu Vai. Không biết mưa to như thế này gia đình Chu đi đâu ở. Ngà này mà gặp nước thì thích lắm luôn cô bác ạ. Vậy lớn nhanh. Mệt quá. Đấy. Sau những cái trận mưa thì cái nhà của em già bẩn hết rồi. Phía bên ngoài thì bẩn hết rồi, không sạch sẽ rồi. Bởi vì ngan đây bơi ở đây xong là dấn ở trên này xong là bẩn hết rồi. Cái này để mà dọn dẹp sạch sẽ thì chắc phải mất một hai ngày cô bác ạ. Rồi bây giờ cũng video cũng khá là dài rồi ấy. Có lẽ là em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.